Đổi tỏi lấy vàng. Ta chưa từng đến một nơi nào trù phú, người dân ra đường mặc toàn gấm vóc, nhà nào cũng nguy nga như ở đây. Thành phố này đúng là một nơi làm ăn đầy hứa hẹn. Ông chủ, chúng ta có thể thường xuyên lui tới đây buôn bán được không? Muốn buôn bán thì phải vào ý kiến quốc vương để xin giấy thông hành dành riêng cho các thương nhân nước ngoài. Chúng ta buôn bán nhỏ, không biết quốc vương có đồng ý không nữa. Nhưng ta cứ thử xem. Muôn tàu quốc vương, chúng thần là những thương nhân từ phương xa đến. Kính xin quốc vương có thể cấp giấy thông hành, tạo cơ hội cho chúng thần tới đây buôn bán. Ồ, những thương nhân ư? Các ngươi đem đến đây thứ gì? Dạ, chúng tôi chuyên cung cấp các loại gia vị nhà bếp, mà chủ yếu là tỏi. Tỏi ư? Tỏi là cái gì? Họ không biết đến tỏi ư? Dạ, bẩm quốc vương, tỏi là một loại gia vị dùng trong chế biến các món ăn. Tỏi khiến cho món ăn thơm ngon hấp dẫn hơn rất nhiều. Ồ, hay thật, các ngươi để tỏi ở đâu? Ta rất muốn thử thứ gia vị ấy. Vậy xin quốc vương cho phép thần tự tay chế biến những món ăn có tỏi để ngài thưởng thức. Hay lắm, các ngươi mau đưa thương nhân vào bếp hoàng gia. Thơm quá, ta chưa bao giờ ngửi được mùi gì hấp dẫn như vậy. Dạ, không biết vị của nó ra sao. Thưa quốc vương, thức ăn đã làm xong. Đây là món bít tết, mời quốc vương thưởng thức. Bít tết ta ăn hàng ngày mà có mùi hấp dẫn vậy sao? Mau đem tới đây. Rất lạ miệng, rất ngon. Thơm ngon lắm, hãy cho ta xem tỏi nào. Dạ, nó đây ạ. Ồ, chưa chế biến mà đã có mùi rất đặc biệt. Tỏi đúng là một thứ gia vị kỳ diệu, quý giá vô cùng. Ta sẽ mua toàn bộ số tỏi của các ngươi. Hãy nói cho ta biết nó đáng giá bao nhiêu. Dạ, đây là thứ gia vị đặc biệt, lần đầu tiên đem tới đây, nên thần không áp đặt giá cả. Giá trị của những bao tỏi ngoài kia, tùy ngươi định đoạt. Thôi thì để giữ mối giao hảo láng giềng, giá trị của những củ hành ngoài kia tùy ngươi định đoạt ạ. Biết lấy gì để trả ngươi đây? Trong vương quốc của ta chẳng có gì ngoài vàng, nhưng vàng thì tầm thường quá. Để ta nghĩ xem có gì quý giá hơn vàng để trả cho ngươi. Xem nào. Đúng rồi, những củ tỏi. Ít nhất thì chúng quý giá hơn cả vàng. Vậy ta sẽ trả cho 2 bao tỏi đổi lấy xe hành kia. Ồ, quốc vương, người không cần làm thế đâu ạ. Không, ta phải trả cho người xứng đáng chứ. Ôi, những củ hành thần kỳ, thật quý giá biết bao. Người đồng hương tàn nhẫn. Cạn ly đi mấy chú. Hôm nay không sai không về. Cà My, trả nợ cho tôi ngay. Nợ cái gì? Tôi nợ gì anh? 2 tháng trước anh nợ tôi 20 đồng bạc, hứa sang tháng trả tôi mà chưa thấy đâu. 3 hôm trước lại mượn thêm 10 đồng nữa. Hôm nay đến hạn cuối rồi, mau trả tôi.
lấy nó. Nó lấy hết tiền của tôi rồi. Nó dám trốn nợ, đừng cho nó thoát. Ushimo, sao cậu còn chưa về? Các cậu cứ về đi, tớ chọn dẹp chút đã rồi về. Phải tạm biệt cậu nha. Ushimo à, cậu thật là chăm chỉ cần cù, không uổng công ông chủ đã quý mến và hậu đãi cậu. Cậu về muộn thế Kami, sao người đầy thương tích thế? Tôi vừa bị đòi nợ, mà trong túi tôi chẳng còn đồng nào cả. Thôi vậy, tình hình ở đây cũng khó khăn quá. Mấy tháng nay đi làm tôi cũng dành dụm được chút tiền để phòng thân. Để tôi cho cậu một ít trang trải nha. Thật sao Simo? Cậu thật tốt bụng. Chúng ta đều là đồng hương mà, phải biết đùm bọc nhau lúc khó khăn chứ. Mấy hôm nữa tôi định về thăm quê, anh có muốn về cùng tôi không? Có chứ, lâu lắm chúng ta không về quê rồi. Để tôi về cùng cậu. Kami à, sắp ra khỏi đây rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút rồi kiếm quán trọ nào đó nghỉ tạm nha Kami. Ôi trời ơi, Kami trở về rồi kìa, nên cậu ấy thật giàu có. Kami, Shimo đâu? Sao hai người không về cùng nhau? Ôi trời, đến tôi còn không nhận ra anh ta được nữa ấy chứ. Anh ta nợ nần chồng chất, giờ chẳng dám phát bạc về nữa đâu. Chủ quán, bao nhiêu của ngon vật lạ mang hết ra đây. Hôm nay tôi bao cả quán. Dạ, vâng vâng. Hôi, anh Kami từ phương xa trở về, quý hóa quá. Nghe nói bây giờ anh trở nên giàu có lắm phải không? Chẳng mấy chốc, vì chơi bời lêu lỏng nên Kami đã ngốn sạch số tiền đã lấy được từ Shimo. Lười biếng, không có việc làm, anh ta không thể ở lại làng được nữa, nên đành phải ra đi. Kami. Chắc mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Kami, sao tôi gọi mà cậu không quay lại? Ngươi là ai? Chào anh bạn, lâu quá rồi, anh quên tôi rồi sao? Tôi là Shimo đây, đúng chỗ này, anh đã giết hại tôi cách đây 3 năm. Tôi nghĩ thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau, nên đã chờ đợi anh ở đây từng ngày. Shimo, là tôi có lỗi với cậu, nhưng xin cậu hãy nể tình bạn bè, tha mạng cho tôi. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi định lên kinh thành để tìm việc làm. Giờ trong túi tôi chẳng còn đồng xu nào cả. Tôi vội lắm, hãy để cho tôi đi đi. Thật vậy sao? Tôi thấy anh chẳng thay đổi tí nào, anh luôn không gặp may. Nè, tôi biết nhảy đấy, hãy mang tôi theo đi. Tôi không cần ăn, không cần uống, chỉ cần có điệu nhảy của tôi là anh có thể kiếm ra tiền. Thế nào Kami, tôi nhảy cũng không đến nỗi nào đúng không? Anh cứ mang tôi theo, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Thằng Shimo này đằng nào cũng chết rồi, giờ lại còn tình nguyện đi kiếm tiền không công cho ta nữa thì còn gì bằng. Dù sao nó cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Kami và bộ xương lên kinh đô và trình diễn điệu nhảy của mình ở khắp mọi nơi. Ai nấy đều rất thích thú và cảm thấy màn thể hiện nghệ thuật này thật sự độc đáo lạ thường. Nhờ điệu nhảy của bộ xương, Kami kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta cực kỳ vui sướng. Ở phen này ta giàu to rồi, thằng bạn Shimo đến chết vẫn giúp ta kiếm tiền. Anh có phải là Kami? Nhà vua đã nghe thấy tiếng tăm của anh và rất muốn được tận hưởng điệu nhảy từ bộ xương có phép thuật của anh. Nếu hay, ngài sẽ thưởng lớn. Thật vậy sao? Vâng vâng, tôi sẽ đi ngay. Nào, bây giờ hãy ra lệnh cho bộ xương của ngươi trình diễn điệu nhảy trứ danh của mình đi. Vâng, xin tuân mệnh. Bộ xương của ta, hãy tặng nhà vua một điệu nhảy thật đẹp đi nào. Bộ xương thần kỳ của ta, còn chờ gì nữa mà không mau trình diễn một điệu nhảy? Chắc là lừa đảo rồi, mãi không thấy nhúc nhích gì vậy. Sao vậy Kami, sao bộ xương của ngươi không biểu diễn? Dạ bẩm thần à, cũng không hiểu chuyện gì nữa. Bẩm đức vua, đợi chờ mãi tôi cũng có ngày được diện kiến ngài để thưa với ngài một chuyện. Thưa ngài, chính Kami, người bạn yêu quý này của tôi đã giết hại tôi và lấy hết sạch tiền dành dụm mà vất vả lắm tôi mới có được. Shimo, người nói láo. Kami và tôi là bạn đồng hương cùng đi xa kiếm sống. Tôi luôn giúp đỡ anh ta, dù anh ta ăn trên lêu lỏng, không chịu làm ăn. Nhưng thật không ngờ, tôi đã không đề phòng cảnh giác, anh ta giết tôi chỉ vì số tiền tôi đang có. Người đâu, mau mau giữ hắn ta lại, chờ ngài xét xử. Và rồi kẻ phản bội bạn bè đã bị đem đi xét xử. Cuối cùng
hắn đã phải thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình gây ra và bị trừng trị theo pháp luật. Còn về phần bộ xương của Shimo, anh tạm biệt nhà vua, rời khỏi hoàng cung. Từ đó, không ai còn nhìn thấy anh ở kinh thành nữa. Và câu chuyện về bộ xương biết nhảy múa để trừng trị kẻ ác vẫn còn lưu truyền mãi về sau. Khi chủ làm nhân viên. Cửa hàng khai trương được mấy hôm rồi mà sao người mua vẫn thưa thớt thế không biết. Tại ông chủ đặt tiệm bánh nhỏ này nằm giữa những hiệu bánh lớn thế kia thì làm gì mà có khách được. Thôi, cậu trong hàng nhé, chỉ cần mình cậu là đủ, tớ vào ngã lưng một chút đây. Nè. Mới sáng ra, chưa bán được gì đã. Làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ. Bán cho tôi một chiếc bánh. Này, ra đây lấy bánh cho khách. Cái cậu này ở ngoài đấy làm gì? Nhưng mà là khách đặc biệt. Gói cho tôi một chiếc bánh gato phủ sô-cô-la. Dạ, có ngay. Mang một bánh gato phủ sô-cô-la ra nha. Rồi, có ngay. Dạ, của ngài đây, hết 200.000. Hy vọng ngài lần sau lại tới ạ. Này, bánh của ông đây. Bánh của bác đây, mời bác lần sau lại tới ạ. Sao ông chủ lại làm thế ạ? Đó là đạo đức tối thiểu trong kinh doanh, cậu không biết sao? Dạ, đó chỉ là một gã ăn mày thôi mà. Ăn mày cũng là khách hàng, họ phải khó khăn lắm mới mua được một chiếc bánh. Chúng ta càng phải chăm sóc họ mới đúng. Nhưng cả đời ông ta biết mấy lần tới mua bánh ở đây, thưa ông? Dẫu chỉ đến một lần, ta cũng phải đối xử chân thành, không phân biệt giàu nghèo. Có như vậy, chúng ta mới có nhiều khách hàng được. Dạ, tôi hiểu. Từ sau tôi xin rút kinh nghiệm ạ. Ông chủ biết gì chưa ạ? Có chuyện gì thế? Dạ, thưa ông chủ, người ăn xin hôm trước thực ra là một nhà nghiên cứu tâm lý học. Ông ta đã cải trang thành ăn mày để thăm dò thái độ phục vụ của một số cửa hàng bán đồ ăn trong thành phố. Ông đã có những bài viết thật sâu sắc ạ. Thật vậy sao? Vâng, thưa ông chủ. Ông ta đã viết một bài báo rất hay về cửa hàng chúng ta đấy. Vậy sao? Thảo nào, sao hôm ấy cửa hàng chúng ta đông khách hẳn lên. Tôi vừa mới nhận được vài lời đề nghị của đối tác muốn được đặt đại lý tại cửa hàng của chúng ta đấy ạ. Tốt quá, chúng ta có cơ hội để mở rộng cửa hàng rồi. Làm kinh doanh ai cũng phải thế, ngoài chất lượng sản phẩm phải thật tốt thì thái độ phục vụ khách hàng là nhân tố quan trọng làm nên thành công. Chân lý đó không mới, nhưng có mấy ai thực hiện được nghiêm túc đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!